cho em cái máy máy bay thầy cũng thực hiện nên cho em chữ em mỗi năm rồi. Vừa đợt này em còn lên cân một tí đấy. Đợt này sinh nhân mà. Đợt trước gầy, đợt này được 50 cân đấy. Đợt này sinh nhân. Nhưng mà 50 cân thì toàn lên bụng. Có nghĩa là tí nữa anh sẽ hướng dẫn cánh Thanh, các bạn Thanh làm video nhé. Tại sao? Không phải, tại vì bây giờ hướng dẫn này nó không hay lắm. Em mà mặt dài mà ép tóc thì mặt càng dài nữa. Chỉ hợp xoăn như vậy. Cụp lên. Em là cụp lên đấy. Cho em bung nhẹ nhẹ thôi chứ đẹp. Cho em bung nhẹ nhìn nó trẻ trung hơn tại vì em vẫn thích kiểu bung nhẹ nhàng, sóng to. Sóng to bao giờ nhìn nó mềm mại. Làm tóc chuyến này xong khi là lấy chồng nữa. Không phải lấy chồng nữa mà khả năng là để làm tóc cho em nó chắc phải có dịp về Việt Nam, mà về Việt Nam rất nhiều việc lắm. Em vẫn về được thầy. Về thì vẫn về được. Thay chứng minh thư các thứ vẫn về được bình thường. Thì về thì vẫn về được, nhưng mà kể cái công việc của mình ấy. Lúc nào nhớ thầy em lại về làm tóc. Biết là thế rồi, nhưng mà khi mình về thì công việc nó gia đình nhiều thứ là để có chút thời gian nửa ngày làm tóc thì cũng vất vả lắm. Thầy yên tâm. Sang đấy về là nhớ thầy là vẫn vào thăm bình thường. Nói chung là có gia đình nó quyết định yếu tố nhiều cái. Bạn lắm mình ở đây. May mà có mẹ em hỗ trợ hai đứa bé ở nhà nhé. Hai đứa này tách nhân quán ăn ngủ học mà. Còn lớp 1 thì vừa mới thi chữ đẹp hôm thứ 6. Được giải 3. Cả trường mới 3 điểm 10, cả trường mới 3 điểm 9,5, cả trường mới 3 điểm 9 thì con nhà mình thuộc dạng trong số 9 điểm. Còn toàn lại là 8,5 hết. Kệ cho nó trải nghiệm. Cả năm nó đến đâu thì nó đến. Các bạn nhìn tóc hai màu này sao? Thế đúng là không phải nuôi có khác giống nhá. Miệng của vẫn anh đâu nhỉ? Dạ. Không phải chào to như mẹ trên tầng, con phải chào to như chị và em chứ. Như em này này mới là tự nhiên này. Như chị cũng tự nhiên thì qua là ngại. Nhưng mà đúng là lâu không nhìn lớn thật. Thì con thằng con nhà em bây giờ nó như thanh niên đấy kìa. trước đầu năm mới làm tóc nhá. Vâng. Chính xác đầu năm làm tóc thì nhìn nó ngu vay ấy, bây giờ nó lớn. Lớn ai em đẹp trai càng lớn càng khác. Qua đây này. Hỏi đi. Bán ra là 1 triệu thì là gói 3 triệu 2, khuyến mại đã 1 triệu thôi. Để làm sao không? Chứ được bán hàng nữa. Tóc em ở đây là đẹp. Tóc này làm tóc cũng ổn hơn được trước. Có là nó ổn hơn được trước này. Có là cái phần cháy ngày xưa em tự ép này. Cái phần em tự ép nó bị đơ tóc này. Cơm đi. Bây giờ làm này thì nó sẽ ổn hơn. Tự làm tự soi. Thế là cũng ấy rồi. Mỏi cổ lắm. Ngày xưa dịch tự đặt bầu đấy là tự làm ấy thầy. Không đi được ấy. Tóc em ngày xưa dày gấp đôi này. Nó rụng. Nhảy
Chà béo rồi nhỉ. Béo làm gì? Béo xong nó có thịt nữa đấy, nhìn đẹp trai. Thế là ngon rồi.